Báo trực tuyến hôm 15 tháng 4, tiến sĩ John McArthur, giám đốc CDC khu vực Đông Nam Á, khẳng định các con số thống kê về COVID-19 ở Việt Nam là chính xác. Ông phân tích các nhóm của chúng tôi đã tới thực tế địa bàn, làm việc chặt chẽ với các nhóm điều tra liên hệ bệnh nhân. Điều đó cho phép chúng tôi nắm được các con số có thật hay không. Và thông tin mà chúng tôi có được từ nhóm ở Việt Nam, cho thấy ở thời điểm hiện tại, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các con số của Việt Nam là sai. Ngày 16 tháng 4, tạp chí chính sách đối ngoại The Foreign Policy của Mỹ đã có bài viết đánh giá cao tính minh bạch thông tin của chính phủ Việt Nam trong hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tờ báo nhấn mạnh Việt Nam đang là quốc gia thành công nổi bật trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan. Kể từ khi dịch COVID-19 lần đầu tiên phát hiện ở Trung Quốc là một quốc gia láng giềng đối mặt với nhiều rủi ro, chính phủ Việt Nam đã có những phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Việt Nam là quốc gia đầu tiên có các biện pháp hạn chế đi lại với Trung Quốc, Việt Nam cũng thực hiện chương trình kiểm dịch rộng lớn đối với các trường hợp nhập cảnh từ các tâm dịch lớn như Hàn Quốc, châu Âu và cuối cùng là với toàn thế giới. Việt Nam thực hiện lệnh hạn chế đi lại trên toàn quốc, đóng cửa trường học và giãn cách xã hội có hiệu quả. Những chính sách của Việt Nam nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Tờ báo cũng khẳng định mức độ tín nhiệm của chính phủ Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19 được xếp ở mức độ cao nhất thế giới. Đó là nhờ sự minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh. Các cuộc họp từ cấp độ chính phủ đến bộ ngành về đại dịch COVID-19 đều được báo chí thông tin đầy đủ. Bộ Y tế Việt Nam hàng ngày đều có tin nhắn đến từng người dân để cập nhật tình hình dịch bệnh, cảnh báo sức khỏe và thông tin các chính sách của chính phủ. Điều này giúp từng người dân thấy được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và nâng cao nhận thức phòng tránh. Tờ báo cũng đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ quốc tế của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19. Tờ báo khẳng định Việt Nam là một quốc gia có thu nhập trung bình, có hệ thống y tế không bằng các quốc gia láng giềng, song vẫn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực y tế cho các nước khác, thậm chí là các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, châu Âu. Không chỉ báo chí khu vực và quốc tế đua nhau đánh giá cao cách phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhờ minh bạch, nhờ quyết tâm của chính phủ, nhờ sự đoàn kết và ủng hộ của người dân, nhờ tuyên truyền tốt và chống tin giả hiệu quả đánh giá Việt Nam minh bạch thông tin phòng chống dịch COVID-19 của tờ báo uy tín và chuyên gia Mỹ chẳng khác nào cú tát thẳng vào mặt truyền thông chống cộng tiếng Việt như Hoa, GFA và đám phản động, ba que, dân chủ đội lốt cả. Những ai theo dõi thông tin trên mạng từ khi Trung Quốc xuất hiện đại dịch và Việt Nam xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên cho đến nay, truyền thông những kẻ chống phá Việt Nam không từ cơ hội nào để xuyên tạc, bịa đặt chính phủ giấu dịch, lừa dân, từ việc cho rằng Trung Quốc kiểm soát tin tức dịch bệnh và bóp nghẹt các báo cáo tiêu cực, mạo hiểm che giấu thông tin là tội ác, quan chức điếc không sợ súng, liên hệ tới bối cảnh Việt Nam cũng là nhà nước cộng sản, cũng dập khuôn hành xử phát tán thông tin sai lệch trên mạng, dẫn tới làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội. Chúng không ngừng lải nhải, mô hình toàn trị giúp quan chức Việt Nam giống như Trung Quốc, che giấu những thông tin bất lợi, nói sai sự thật để giữ ổn định chính trị, cán bộ các cấp cũng đánh bóng bộ mặt hoàn hảo để thăng tiến chúng khai thác từng trường hợp nhiễm bệnh để xuyên tạc phủ nhận tính minh bạch của chính phủ gieo rắc hoài nghi để rồi phủ nhận thành quả chống dịch và kích động người dân bất tuân chỉ đạo của chính phủ chẳng hạn lợi dụng việt nam công bố các ca dịch người nước ngoài thì chúng tung tin việt nam có dịch lẻ tẻ ca lẻ thì có thể dập dịch bằng báo chí công an với các ca không giấu được và có dính yếu tố nước ngoài thì cho công khai minh bạch báo chí được tháo dọn Đặc biệt khi ca bệnh số 17 được công bố, được ví như ca siêu lây nhiễm khiến dân chúng và truyền thông phẫn nộ, thì chúng vu cáo bằng thuyết âm mưu, cô này là con dê tế thần vì lây nhiễm cho các quan chức, không che giấu được nên bị cả hệ thống chính trị vùi dập, trả thù, đòi nhân quyền cho cô này. Nói cả ngày cũng không hết được các chiêu trò chống phá của thế lực này, nhân dịp có dịch bệnh đối với họ mỗi khi việt nam xuất hiện thảm họa khiến dân chúng lo lắng hoảng loạn chính phủ bối rối truyền thống náo loạn đều là cơ hội ngàn vàng họ cần chấp lấy để đơm đặt gieo rắc hoang mang kích động hoài nghi và chống phá thực tế giấy không gói được lửa họ không những bị truyền thông dân chúng lên án vạch mặt mà còn bị chính chuyên gia y tế truyền thông có uy tín của mỹ và phương tây phơi bày